Bộ đôi thuốc thảo dược trị đau xương khớp Pilobon thuộc hoa xương khớp Pilobot. Pilora TV, kênh truyền hình về sức khỏe và sắc đẹp. Tác hại không ngờ khi bị gai cột sống và cách điều trị. Chào bạn, gai cột sống là tình trạng sụn đã bị bào mòn và thoái hóa. Các xương va vào nhau bị nứt vỡ. Theo thời gian sẽ xuất hiện các gai xương không mong muốn. Vị trí thường gặp ở lưng, cổ, dưới bàn chân, trên đầu gối hoặc những nơi chịu nhiều sức nặng của cơ thể nhất. Bình thường thì gai không gây ra đau, nhưng khi gai cọ sát với xương hoặc các phần mềm ở xung quanh như dây chằng, rễ thần kinh mới gây nên các cơn đau nhất cho người bệnh. Ngoài ra còn những tác hại nghiêm trọng như mất kiểm soát đại tiểu tiện. Khi xuất hiện dấu hiệu này thì gai xương đã tấn công sâu vào dây thần kinh làm thu hẹp đường ống dẫn tủy, gây tê liệt hoàn toàn chức năng thông báo cảm giác đến não bộ, khiến bàng quang không tự chủ được dẫn mất kiểm soát đại tiểu tiện, mất cảm giác chi dưới. Khi bị gai cột sống, cơ bắp xung quanh vùng bị đau nhức yếu dần đi, đặc biệt là lưng và cổ, gây tác động đến rễ thần kinh. Tê dọc xuống cánh tay, chân lâu dần sẽ bị mất cảm giác, không điều khiển được chuyển động của tứ chi, cơ thể mất thăng bằng. Người bệnh bị gai cột sống cổ sẽ xuất hiện những triệu chứng rối loạn tuần hoàn não, gây đau đầu, choáng váng, đi lại không vững do khí huyết lưu thông kém. Như bạn thấy đấy, vấn đề của bệnh gai cột sống không chỉ dừng lại ở những cơn đau nhức bình thường, mà quá trình thoái hóa sụn còn gây ảnh hưởng đến dây thần kinh tủy sống. Vì thế, muốn giải quyết được căn bệnh gai cột sống, bạn phải tái tạo sụn, tăng độ bền và tính chịu dai của tấm sụn, tăng độ nhức tự nhiên giúp khớp hoạt động linh hoạt, chữa viêm, làm lành và bảo vệ tủy sống, rễ thần kinh tổn thương. Với bộ đôi thuốc dược thảo Pilobon được nhập khẩu 100% từ Mỹ, những triệu chứng của bệnh gai cột sống sẽ hoàn toàn được giải quyết. Nếu còn những thắc mắc nào, hãy liên hệ đến hotline 0909 263 124, 0962 158 661 để được tư vấn miễn phí nhé. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn truy cập website quendibenhxuongkhop.com, youtube.com/PiloraTV hoặc đến địa chỉ dược phẩm Pilora tại số 32 đường 34, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn cụ thể nhé. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Pilora TV.